Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi những bài học vẽ thiết kế đồ nội thất của kênh Lê Thành Tiến. Hôm nay mình sẽ làm một cái video này để cho các bạn hiểu được cái phương pháp dựng hình ở trong phần mềm SolidWorks để vẽ những cái đồ nội thất, đồ gỗ hoặc đồ sắt, vân vân. Và hôm nay là tôi sẽ giới thiệu cho các bạn vẽ một cái ghế. Cái ghế này thì cũng khá là đẹp, cũng tương đối khó. Nhưng mà khi chúng ta đi vào phân tích nó để biết được cái nguyên lý dựng hình và cái nguyên lý gia công thì nó cũng trở nên đơn giản thôi. Ví dụ như bây giờ các bạn nhìn thấy đây là cái ghế, cái chân trước nó tròn, chân sau cũng tròn. Và cái ghế này sẽ xài là cái nệm, chứ không có xài cái mặt gỗ. Và cái mặt nệm này thì các bạn sẽ biết nó nghiêng về phía sau chứ nó không có bằng ngang. Cho nên nó nghiêng về phía sau thì nó sẽ hơi khó vẽ một xíu. Và nhìn vào đây thì chúng ta có thể dựng cái hình chiếu đứng cũng được, hoặc là chúng ta sẽ dựng hình chiếu hông cũng được. Vì hai cái hình chiếu này khi chúng ta dựng lên thì chúng ta sẽ có được biên dạng của cái chân trước, cái chân sau, kiềng hông. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào vẽ cái ghế này nhé. Đầu tiên các bạn sẽ vẽ hai cái đường tâm đi qua góc tọa độ và đi qua ba mặt phẳng, để khi mà chúng ta dựng cái sản phẩm này một nửa rồi chúng ta dựa vào cái mặt phẳng và góc tọa độ đó để lấy đối xứng, hoặc là dựa vào góc tọa độ để tạo cái tâm xoay. Thì lúc đó nếu các bạn vẽ bàn thì các bạn sẽ lấy đối xứng, vẽ 1/4 lấy đối xứng sẽ được cái bàn. Còn nếu vẽ ghế hoặc tủ thì có thể vẽ một nửa. Ở đây chúng ta sẽ vẽ một nửa cái ghế để lấy đối xứng. Thì cái chân trước của nó thì cái chân trước của nó sẽ nghiêng ra ngoài để tạo cái sự cứng vững, cho nên chúng ta sẽ cho nó nghiêng ra ngoài khoảng 2 độ và nó nghiêng về phía sau 2 độ để cho nó cái độ của nó bằng nhau, nó dễ làm hơn. Thì cái chân này chúng ta sẽ tiện tiện đầu tiên là chúng ta sẽ tiện bằng phi 35 từ trên xuống, sau đó sẽ tiện cái đoạn dưới sẽ bị cong đi, sẽ nhỏ hơn thì nhìn cái ghế nó mới đẹp hơn. Và chúng ta khống chế cái khoảng cách của cái nệm thường thì 4.2 hoặc 4.3, cho nên chúng ta khống chế cái khoảng cách đó để khi nào ta vẽ lên thì nó tương đối đúng chứ không có chỉnh sửa nhiều. Tạm thời lấy 4.2, sau này chúng ta có thể sửa được đi phần mềm SolidWorks khi chúng ta vẽ lên xong sản phẩm rồi, nhưng mà chúng ta có quyền chỉnh động được. Nên cái đó là cái rất hay của phần mềm. Về biên dạng thì cái chân trước là coi như đã xong. Cái chân trước này cái đoạn trên của nó sẽ cong hai chiều, cho nên chúng ta nhìn vào cái hình chiếu đứng chúng ta sẽ vẽ được cái độ cong của một chiều, và một lát nữa chúng ta sẽ vẽ từ bên hông cho nên sẽ lấy được độ cong của một chiều nữa. Và cái chân này thì đầu trên nhỏ đầu dưới nó lớn, cho nên là trong quá trình tiện thủ công hoặc là tiện CNC thì nó cũng khá là phức tạp. Và trong SolidWorks thì chúng ta vẽ tất cả các đường nét đều phải tiếp xúc với nhau, thẳng hoặc là cong tiếp tuyến, không 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 thể để không để bị gãy được. Thì thực tế nếu các bạn vẽ trên bản vẽ mà bị gãy thì ở ngoài thực tế sẽ rất là khó làm, khi ta đánh tua bi hoặc là chạy CNC nó sẽ bị vấp. Và những cái thông số này chúng ta sẽ cho theo ước lượng, không cần chính xác tuyệt đối, để khi xong sản phẩm rồi chúng ta có thể sửa số lại. Còn nếu chúng ta biết được nó thông số của nó là chính xác thì chúng ta có thể cho luôn cũng được. Phần mềm này thì chủ yếu là các bạn đi vào thiết kế làm sao để cho cái sản phẩm nó đẹp và nó đúng phôi liệu và cái con số nó tròn và nó đẹp. Còn cái việc mà tạo nên cái bản vẽ 3D này thì cái phần mềm nó sẽ hỗ trợ. Sau khi chúng ta vẽ tương đối rồi chúng ta có thể sửa số để cho nó chạy. Trước khi dựng hình thì các bạn luôn luôn dựng hai cái đường tâm nhé, vì hai cái đường tâm này rất là quan trọng trong quá trình trong suốt quá trình dựng hình của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ copy cái biên dạng của cái chân
copy cái đường tâm của nó để dựng lên cái mặt phẳng đi qua tâm, để sau này chúng ta vẽ cái kiềng hông cũng ở dưới hoặc cũng như kiềng hông trên và cái chân sau nó đều liên quan tới cái tâm của cái chân trước, thì lúc đó ta sẽ dễ cho cái việc đánh mộng hoặc là khoan chốt. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ chuẩn bị dựng lên cái chân trước. Hình chiếu đứng chúng ta đã cho nghiêng một chiều rồi, thì bây giờ tới hình chiếu hông, chúng ta cho nghiêng thêm một chiều nữa, mỗi một chiều là 2 độ, thì cái chân này nó sẽ đối xứng. Cái chân này thì chúng ta chỉ vẽ một biên dạng và revolve là được. Khi chúng ta revolve thì nó sẽ tạo nên cái chân trước đã nghiêng được 2 chiều và đúng kích thước. Cái sketch do chúng ta thiết kế ra là để chỉnh sửa và lấy biên dạng, không nên lấy cái sketch này để tạo khối. Bây giờ chúng ta bắt đầu vẽ cái chân sau. Vì nó là cái biên dạng hình tròn cho nên chúng ta sẽ vẽ đường tâm của cái chân. Cái độ nghiêng của chân sau thì tạm thời các bạn cho nó tương đối, còn sau này khi mà hoàn thành sản phẩm cái thông số tổng thể của nó không đạt thì chúng ta sẽ sửa cái độ nghiêng lại, hoặc là cái chân nó nghiêng quá làm cho cái thớ gỗ nó không có hợp lý, nó sẽ dễ bị gãy, thì chúng ta sẽ bớt cái độ nghiêng lại. Chúng ta cũng lấy đường tâm để dựng một cái mặt phẳng đi qua cái mặt phẳng đi qua tâm chân trước, thì chúng ta lấy giao tuyến giữa 2 mặt phẳng này chúng ta sẽ có được cái đường tâm của chân sau mà nó sẽ đi qua cái mặt phẳng của đường tâm chân trước. Vì nếu các bạn không lấy giao tuyến thì cái chân sau nó sẽ đi sang một hướng khác, và lúc đó thì cái kiềng chân nó sẽ không có đánh mộng đi vào tâm được. Cái chân này chúng ta phải dựng 2 đoạn, cái đoạn dưới là nó bằng nhau và ở cái đoạn dưới thì chúng ta chỉ cần tiện, nhưng mà cái đoạn trên thì nó sẽ thay đổi, nó từ lớn cho tới bé nó đều nhau, cho nên chúng ta phải dùng cái lệnh khác, không dùng lệnh revolve được mà phải dùng lệnh lót, lót theo đường tâm. Khi chúng ta dựng 3D thì chúng ta có thể coi được, xem được là nó đã đẹp hay nó xấu và nó hợp lý hay chưa, và chúng ta nhìn thấy là cái đầu trên nó hơi cái đường lượng, cái đường cung của nó không được đẹp, chúng ta chỉnh lại. Nhưng mà nhìn kỹ thì nó có một cái đoạn thẳng dài quá, cho nên là chúng ta sẽ chỉnh cái biên dạng này lại cho nó đẹp hơn. Và cái đỉnh trên của cái chân sau nó nghiêng ra, nó liên quan tới cái tựa lưng, cho nên chúng ta phải khống chế được cái con số đó, để khi mà chúng ta vẽ cái tựa lưng lên thì nếu nó không đi vào tâm của cái tựa lưng thì chúng ta sẽ chỉnh được cái số đó để cho nó đi vào tâm. Chúng ta sẽ bỏ bớt cái đoạn thẳng đi để cho cái chân nó lượng đẹp hơn. Tạm thời thì các bạn sửa số để cho nó tương đối. Do là mình sửa cái đường tâm cho nên phải lấy giao tuyến lại.
Rồi, bây giờ thì cái chân nó cũng tương đối là đẹp. À, cái đoạn dưới của chân sau nó cũng cong giống như chân trước. Nhìn cái ghế nó sẽ đẹp hơn, cho nên chúng ta sẽ dùng một cái lệnh revolve cut để cắt bớt cái vật liệu nó đi cho nó giống cái chân trước. Đấy, thì chúng ta đã xong cái chân trước và xong được cái chân sau, và hai chân này cùng đi qua một mặt phẳng. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái kiềng hông của nó, kiềng trên và kiềng dưới đều nằm trong cái mặt phẳng này, và sẽ đi qua đường tâm của cái chân trước và tâm của chân sau. Thì cái kiềng hông trên nó sẽ lớn hơn cái kiềng hông trước, hông dưới, cho nên chúng ta sẽ dựng hai kiềng hông một lúc vì nó nằm cùng một mặt phẳng. Nếu nó bằng nhau thì chúng ta có thể dựng cái kiềng hông trên xong copy xuống thành cái kiềng chân dưới và cắt bớt cái đoạn tiếp xúc chân là được. Do là cái chân trước và cái chân sau nó là cái chân tròn, cho nên cái việc đánh mộng của nó là chúng ta không thể đánh mộng trực tiếp vào được, mà phải cho nó âm vào cái chân khoảng 5 tới 7 ly rồi sau đó mới đánh mộng. Mình chỉ vẽ tới cái giai đoạn là nó âm vào 7 ly, còn cái giai đoạn đánh mộng là cái phần kết cấu nó ẩn bên trong thì các bạn có thể tự làm được. Nếu nó đi vào sâu quá chúng ta có thể sửa số lại để cho nó cạn hơn, tại vì cái chân này cũng khá là bé, không được lớn lắm. Nếu nó ăn sâu quá thì cái chân sẽ dễ gãy. Bây giờ chúng ta đã dựng xong được cái kiềng hông trên và dưới, thì nó cách cái đầu chân một đoạn vì sau này nó còn cái niệm nó lú lên, nó nhô lên, cho nên cái chân không thể cao hơn cái niệm được, cho nên là cái chân và cái kiềng hông trên chỉ cách nhau một đoạn ngắn thôi. Chúng ta dựng hai cái mặt phẳng đi qua tâm của chân trước và chân sau để chúng ta dựng được cái kiềng ngang trước và cái kiềng ngang sau. Trong hình thì nó cái kiềng ngang trước nó thẳng, nhưng mà chúng ta thiết kế lại cho nên chúng ta cho nó cong, nó sẽ đẹp hơn, và sau này cái mê ngồi nó sẽ cong theo. Chúng ta cũng cho cái kiềng ngang trước nó chui vào cái chân khoảng 5 tới 7 ly. Sau đó mới đánh mộng để cho nó dễ làm và nó không có bị cái khe hở. Thường thì chúng ta sẽ lấy cái R của cái kiềng hoặc là cái tựa nó sẽ tròn số, tại vì chúng ta có thể lấy cái rập đó để xài cho những cái sản phẩm tiếp theo. À,
Rồi chúng ta cho cái độ dày của cái kiềng trước và kiềng hông nó sẽ bằng nhau là 20 nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dựng cái kiềng sau, nhưng mà cái độ cao của cái kiềng sau các bạn sẽ không có xác định được là nó ở khoảng nào, cho nên chúng ta sẽ tạo một cái đường thẳng đi từ cái kiềng trước sang cái kiềng sau, thì lúc đó cái kiềng trước và kiềng sau sẽ nằm trên một cái mặt phẳng mà nghiêng về phía sau 2 độ. Và tương tự thì cái bán kính của cái kiềng sau nó cũng giống với kiềng trước, nó xài cùng một loại. Rồi chúng ta đã dựng được xong cái kiềng sau và nó giống với cái kiềng trước và nó nghiêng về phía sau đúng 2 độ. Chúng ta còn một cái kiềng trước nhỏ ở phía dưới, và đó là cái kiềng này chúng ta tiện nó tròn, cho nên là cũng dựa vào cái mặt phẳng đã tạo trước. Trong quá trình vẽ chúng ta cũng tính toán là cái biên dạng hoặc là cái mặt phẳng chúng ta tạo ra ở cái vị trí nào để xài để sử dụng được nhiều cái lệnh hơn nha. Và cũng tính toán được là khi chúng ta xài cái lệnh đó nó sẽ ít lỗi hoặc là nó dễ chỉnh sửa hơn, tránh xài những cái lệnh phức tạp sẽ xảy ra cái hiện tượng là khó chỉnh sửa, và khi mà gia công nó cũng không hợp lý. Chúng ta vẽ cái sản phẩm là phải bám sát vào cái phương pháp gia công của cái sản phẩm. Cái khoảng cách của cái kiềng trước xuống tới mặt đất là tạm thời các bạn cho một cái số tương đối, và sau này khi hoàn thành rồi chúng ta sẽ sửa số lại. Khi các bạn tiện một cái chân, một cái thanh tròn ăn vào cái chân, thì các bạn phải cho một cái đoạn tiện thẳng không có côn, để khi chúng ta gia công cái chân chúng ta khoan một cái lỗ bằng với đường kính của cái kiềng, thì lúc đó chúng ta ráp nó sẽ không bị hở. Và cái kiềng trước và cái kiềng sau thì chúng ta nên tiện một loại giống nhau, về chúng ta chỉ việc cắt bớt nó và chúng ta ráp để không có tạo nên hai cái biên dạng, lúc đó sẽ tạo nên hai cái rập thì làm cho cái sản phẩm nó dễ bị lộn. Chúng ta cốp cái biên dạng của cái kiềng trước, ta áp vào cho cái kiềng sau luôn. Do nó ngược chiều cho nên chúng ta phải vẽ lại. Chúng ta cho cái đường kính của nó sẽ giống với kiềng trước nha.
chúng ta cũng khống chế cái khoảng cách từ dưới đất lên, và cho cái đường kính của nó là 22, là giống với kiện trước. Chúng ta sẽ xài chung một loại phôi và tiện chung một cái loại rập. Thế là chúng ta đã xong được cái tất cả các kiềng của cái ghế. Bây giờ chúng ta sẽ lấy đấu xứng thử để xem nó như thế nào, và nếu nó có lớn, cái kích thước nào bị lớn quá chúng ta sẽ sửa lại. Chúng ta sẽ cố gắng xem trước. À, 420 thì nó tương đối với cái nệm. À, 522 thì cái khoảng rộng của cái chân sau thường thì 520 tới 525 hoặc là 503. Thì tạm thời thì cái thước này là ok. Chúng ta nhìn vào hình chiếu đứng thì thấy cái chân sau nó và cái chân trước nó bị che đi, nó không, hai cái chân này thẳng hàng thì là không đẹp. Thường thì cái ghế ở phía sau sẽ nhỏ hơn phía trước, cho nên chúng ta sẽ chỉnh cái cụm hông của cái ghế để cho nó phía sau nó nhỏ hơn phía trước thì nhìn cái ghế nó mới đẹp. Chiều sâu của mê ngồi thường thì 430 hoặc 450, cho nên chúng ta sẽ chỉnh cái chiều sâu của cái ghế sâu hơn, nhìn nó mới cân đối. Bây giờ là 423, chúng ta cho thêm nữa. Ok rồi. Ở phía trước thì 420, chiều sâu thì 430, nhưng mà cái chân thì nó chưa có, cái chân sau thì nó chưa có túm vào, cho nên chúng ta sẽ chỉnh lại chân sau. Khi chúng ta dựng hình thì chúng ta cố gắng là sẽ tạo những cái con số làm sao để cho nó dễ chỉnh sửa và nó sẽ ít bị lỗi, vì chúng ta sẽ sửa cái lỗi của nó khi mà phần mềm báo. Thì khi chúng ta sửa lỗi thì cái sản phẩm nó mới đúng, nếu chúng ta không sửa được cái lỗi đó thì sản phẩm sẽ sai. Bây giờ chúng ta cho cái chân sau nó túm vào, thì khi chúng ta sửa như thế này thì tất cả các cái chi tiết chúng ta dựng phía sau nó đều chạy theo. Chúng ta coi lần lượt lại các cái lệnh tạo nên, nếu nó lỗi thì chúng ta sửa, nó sai chúng ta sẽ kiểm soát được, chúng ta không cần phải vẽ lại. Bây giờ thì các bạn thấy được cái chân sau nó nhé, khoảng cách chân sau nó nhỏ hơn khoảng cách chân trước, nhìn nó sẽ đẹp hơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay lại trên hai cái lệnh đối xứng để chúng ta đi vào chi tiết của sản phẩm một xíu nữa. Khi mà chúng ta làm xong cái chi tiết của sản phẩm thì chúng ta chỉ việc kéo cái thước của cái cây lệnh xuống thì nó sẽ quay về cái lệnh đối xứng.
và những cái sản phẩm đó đã được chỉnh sửa. Bây giờ chúng ta đánh khoan cái lỗ cho cái kiềng nó sẽ chui vào cái chân. Đương nhiên khoan thì phải khoan thẳng, nhưng mà kiềng thì kiềng cong. Mặc dù vậy nhưng mà cái khoảng cách khe hở nó không có đáng kể, rất là bé, nó nhỏ hơn 0.5 mm là được. Vì chúng ta khoan nghiêng nó sẽ rất là khó khoan. Chúng ta thấy cái kiềng nào nó ăn sâu vào chân thì sửa lại để cho nó cạn hơn thì cái chân nó mới chắc. Vì cái kiềng nó ăn vô càng sâu thì chúng ta sẽ khoan càng sâu và sẽ mất thịt của cái chân, cho nên nó rất là dễ gãy cái chân. Mà chúng ta khoan thẳng bình thường, vì nó cái kiềng nó ăn vào cái chân chỉ có khoảng 5 ly trở lại, cho nên là cái khe hở của nó bé hơn 1 ly thì không sao hết, chúng ta vẫn ráp được bình thường. Nếu các bạn kỹ hơn thì các bạn có thể vẽ chính xác cái lỗ khoan so với cái kiềng. Tất cả thì các bạn đều có thể chỉnh động trong 3D được, cho nên các bạn cứ vẽ thoải mái, không có gò bó. Làm như thế nào để cho cái sản phẩm nó đẹp hơn là tốt. Chúng ta chỉnh lại cái kết cấu để cho nó hợp lý. Nếu mà cái kiềng nó nhỏ quá thì có thể nó sẽ gãy, cho nên chúng ta sẽ chỉnh cho cái đường kính nó lớn lên, thì đương nhiên cái lỗ khoan vô cái chân nó cũng sẽ lớn lên theo. Vì chúng ta đã khống chế cái ràng buộc hình học và kích thước của chúng lại với nhau rồi. Cái lỗ khoan sẽ sâu hơn cái chi tiết của mình là 1 ly hoặc là 2 ly. Rồi chúng ta đã làm kết cấu của cái phần kiềng chân xong, nhưng mà phần mộng thì các bạn sẽ tự đánh, các bạn sẽ tự làm kết cấu mộng, vì phần đó nó đơn giản, không có phức tạp. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dựng cái tựa lưng. Cái tựa lưng thì nó sẽ ở phía trước thì nó thấp, ở phía sau nó cao, cho nên chúng ta sẽ tạo một cái mặt phẳng mà nó đi qua được cái chân sau, và nó có cái độ nghiêng phù hợp, thì cái độ nghiêng này chúng ta sẽ tự cho, và đến khi nào thấy nó phù hợp thì thôi. Và cái đầu, cái đỉnh cao nhất của cái chân sau nó sẽ ăn vào trong cái tựa lưng, cho nên chúng ta sẽ cho cái tựa lưng đi qua cái đỉnh của chân sau, để khi mà chúng ta làm kết cấu chúng ta sẽ cho khoan cái theo đúng cái đường kính của cái đỉnh chân sau đi vào trong, ăn vào trong cái tựa lưng. Và chúng ta khống chế cái chiều cao của cái ghế luôn. Thường thì cái đỉnh cao nhất ở cái tay vịn ở đầu trước thì nó khoảng 600 cho đến 650, cho nên chúng ta cho một cái con số tương đối, sau này có thể chúng ta sửa lại được. Rồi
Bây giờ chúng ta có một cái mặt phẳng nó nghiêng theo đúng cái tựa lưng và nó đi qua cái chân, cái đỉnh của chân sau. Thì bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái tựa lưng. Thì cái tựa lưng này nếu chúng ta vẽ một cung từ phía sau ra phía trước thì nó sẽ cái cung này rất là bé, rồi chúng ta khi tựa vào nó sẽ ôm sát cái lưng và nó sẽ không thoải mái. Cho nên chúng ta sẽ vẽ nó làm ba cung, để cái cung sau của nó có cái độ cong lớn hơn và chúng ta dựa nó sẽ thoải mái hơn. Do cái tựa lưng tròn cho nên chúng ta cũng vẽ cái đường tâm của cái tựa lưng, rồi chúng ta sẽ tạo nên cái khối tròn sau. Đó, chúng ta có thể chỉnh cái đoạn thẳng để cho cái tựa lưng và cái chỗ để tay nó đẹp. Nó chia làm ba cung thì nó sẽ thôi, khi chúng ta ngồi tựa vào nó sẽ thoải mái hơn. Chúng ta dùng cái lệnh sweep để tạo lên cái tựa lưng. Coi như là đã xong cái phần tựa lưng, nhưng mà còn cái kết cấu chúng ta sẽ làm sao, và nó còn có cái nang tựa lưng nữa, cho nên khi chúng ta lấy đấu xứng lại là chúng ta chỉ việc kéo cái cây lệnh ở bên tay trái xuống, thì sau khi qua khỏi cái lệnh đấu xứng thì nó sẽ quay về cái những cái chi tiết đã được chỉnh sửa từ bên trái, và bên phải nó cũng giống nhau luôn, cho nên chúng ta chỉ vẽ một nửa và lấy đấu xứng. Chúng ta kiểm tra cái độ cao của cái ghế. Với cái ghế này thì thường thì nó sẽ cao từ là 700 cho tới 750. Vì khi chúng ta tựa vào thì cái tựa lưng nó sẽ nằm ở khoảng giữa giữa lưng của chúng ta. Và chúng ta kiểm tra luôn cái nang tựa sau này chúng ta vẽ lên thì nó sẽ nghiêng bao nhiêu độ. Thường thì nó sẽ đi từ 12 độ cho tới 16 độ. Nếu cái ghế nào nghiêng nhiều quá thì khoảng 18 độ. Bây giờ nó 10 độ thì chưa đủ. Và độ cao của cái ghế là đang 664 thì vẫn còn đang là thấp. Cho nên chúng ta chỉnh lại, chỉnh cái độ nghiêng của cái tựa và cái độ cao của cái ghế. Vẫn chưa được. 686. Chúng ta tăng cái độ cao, cái độ nghiêng của cái tựa lưng lên. Đó, bây giờ nhìn hình chiếu đứng cũng khá là đẹp. Hình chiếu hông thì đang 17 độ cũng hợp lý. Chúng ta sẽ bớt cái độ nghiêng của cái tựa lại. Và cái độ cao của cái ghế bây giờ đang là 710. Thì chúng ta có thể chỉnh cho nó dao động khoảng 710 cho đến 750 cũng được. Thì chúng ta tiếp tục dựng hình và cái độ cao này chúng ta còn phải chỉnh lại. Tất cả đều là chỉnh động 3D cho nên là nó là cái việc đơn giản, không khó. 732 là hợp lý. Độ nghiêng cũng khoảng 15 độ. Đây là độ nghiêng chúng ta tính dự đoán trước. Còn thực tế thì cái nang tựa nó sẽ, khi mà tựa dựng cái nang tựa xong rồi, làm kết cấu xong rồi, thì cái độ nghiêng của nó chưa chắc đã là 15 độ. Nhưng mà nó vẫn phải nằm trong cái khoảng cho phép để khi chúng ta ngồi cái ghế thì nó mới thoải mái. Cái chân sau thì chúng ta có thể điều chỉnh để cho nó nhìn nó đẹp hơn và nó đi qua khỏi cái đường cong của cái tựa lưng. Thì lúc khoan và ráp nó mới dễ.
các bạn chú ý là khi các bạn dựng hình thì các bạn khống chế những cái thông số, cái kích thước và cái sketch các bạn vẽ để cho nó khá là chuẩn, để khi chúng ta chỉnh nó sẽ không bị lỗi. Chúng ta kiểm tra cái khoảng lớn nhất của cái ghế. Thường thì 5.3 là đẹp. Đó, bây giờ các cái thông số đã tương đối ổn và cái độ nghiêng của cái vai tựa, cái lưng tựa là khoảng 14 độ và độ cao của ghế là khoảng 7.3. Chúng ta có thể sửa những con số này, chỉnh lại để cho nó rất là tròn, rất là đẹp. Chúng ta kiểm tra lại cái biên dạng của cái tựa lưng xem nó có chỉnh sửa chỗ nào nữa không. Thì tâm của cái tựa lưng nó phải đi qua tâm của cái chân sau để khi chúng ta khoan lỗ nó không bị lệch. Lúc này thì nó sẽ được rộng nhất là 528. Chúng ta có thể chỉnh chân sau để cho nó tròn số hoặc chúng ta không cần. Thì cái chân sau khi chúng ta khoan để cho nó ăn vào với cái tựa lưng thì nó khoảng hơn nửa, một nửa cái đường kính của cái tựa lưng thì nó mới vững chắc, cho nên chúng ta sửa số lại để cho cái chân sau nó chui lên nhiều một xíu nữa. Nhìn vào cái hình chiếu trước, chiếu đứng thì chúng ta thấy nó cũng khá là đẹp. Chúng ta kiểm tra lại một số cái thông số nữa là được. Cái mê ngồi, cái niệm ngồi của cái ghế là đơn giản cho nên chúng ta có thể dựng sau đó. Chúng ta kiểm tra cái thông số giữa cái mép trong của cái kiền trên là 4.2 hoặc là 425 để khi chúng ta ráp cái niệm vào thì nó sẽ dễ hơn. Chúng ta chịu sửa lại là cái mép trong của cái kiền là 4.2 chứ không phải là hai cái đầu chân. Tất cả các thông số đều cũng khá là tương đối, nhìn vào cái ghế thì nó cũng đã đẹp. Thường thì phải hơn 500 thì ngồi, khi mà chúng ta ngồi vào thì nó mới, cái ghế nó mới thoải mái.
nhỏ hơn 500 thì cái ghế nó nhỏ, nó không có đủ lớn. Chúng ta xây các cái hình chiếu để kiểm tra. Chúng ta chỉnh cho nó tròn số. Kích thước tổng thể của nó là 730. Vì những cái con số này thì chúng ta phải cho nó tròn, để khi mà chúng ta đóng gói, chúng ta đặt bao bì nó cũng dễ. Bao bì không thể nào làm số lẻ được, bao bì nó phải đi từ 0 tới 5. Nó không có thể nào đặt cái bao bì lẻ 1 ly hoặc 2 ly được. Chúng ta có thể kéo cái cây lệnh ở bên tay trái đi qua khỏi cái lệnh đối xứng để chúng ta kiểm tra, và chúng ta sẽ thêm vào chi tiết hoặc là thêm vào kết cấu, và chúng ta kéo cái thanh lệnh đó đi xuống cuối để quay trở lại cái lệnh đối xứng để bên trái và bên phải chúng ta đều giống nhau. Vì các bạn nếu vẽ hai bên thì sẽ không bao giờ giống nhau. Chúng ta chỉ vẽ một bên thôi và lấy đối xứng là được. Bây giờ chúng ta kiểm tra cái độ cao của cái nệm. Cái nệm thì thường chúng ta đi bọc nệm là nó cao khoảng 50. Thì chúng ta xem thử cái nệm nó cao 50 thì so với cái đầu chân trước là nó có thấp hơn hay không. Vì nó phải cao hơn, khi chúng ta ngồi lên nó sẽ không có bị cấn. Nếu nó thấp hơn thì chúng ta chỉnh lại cái khoảng cách giữa cái kiềng hông, kiềng trước so với cái đầu chân. Cái nệm chúng ta sẽ vẽ sau, nhưng mà chúng ta kiểm tra thấy nó đã tương đối. Sau này sẽ dựng cái nệm vào, nó sẽ cao là 450. Chúng ta chỉ kiểm tra trước. Chúng ta chỉnh lại cái kiềng hông dưới để cho nó qua khỏi cái đoạn côn, nó dễ làm hơn.
Và cái ghế này chúng ta sẽ làm bằng gỗ gỗ ốc hoặc là gỗ walnut, cho nên tất cả các kiềng chúng ta sẽ chỉnh cho nó bé lại, nhìn nó thon, nó thanh mảnh hơn, nó đẹp hơn. Chúng ta chuẩn bị kết thúc cái bài 1 ở đây, và qua bài sau chúng ta sẽ dựng cái nang tựa lưng và cái mê ngồi nhé. Vì cái video này cũng khá lâu, một cái sản phẩm này nếu các bạn làm nhanh thì cũng phải mất hết một buổi sáng, cho nên chúng ta chia nó ra làm hai cái video.